mất dạy nha. Khi mà anh biết Phong Phanh nữa rồi, thật sự anh là người không biết cái chỗ đó. Anh thật như là anh là người biết sau cùng trước. Okay? Anh là người biết sau cùng, ok? Bởi vậy nếu em hỏi anh á, thì anh cản thì do em cũng cũng tham, ví dụ là tham tham tiền tiền gọi là thường thường đó, nhiều chiều mượn ví dụ như là 100 gửi về 200 mấy ba khói vấn đề đó phải không? Vì mấy ba cũng từng ăn vấn đề đó rồi, thấy ngon quá, bởi vậy mày dính đó. Xuống đây, xuống đây. Không phải vấn đề cho mượn tiền mà anh đại gia không nhớ được, đó là cái mùa SEA Games đó. Em đưa cái trang cho nó, mà cái trang của em nó còn 3,000 mấy, nó nói nó chỉ quýnh 1,000 thôi. Thì em nói thôi giờ em làm biến cắt ra quá, em mới đưa cho nó, em nói thôi giờ mày quýnh đi mày chùa nó lợi tao. Chứ đâu phải là mượn tiền mà em, anh nghĩ sao vậy? Rồi xong cái nó mất 3,000, nó 3,700 nó mất hết luôn. Mà bữa trước đó là 2 lần rồi. Cũng là trang bài luôn đó, ấy cũng là trang trang football luôn đó anh đại gia, không phải mượn tiền đâu. Cũng là trang đó luôn đó. Chứ đâu phải là bữa hôm nó đánh nó ăn đâu được 8,000 rồi. Nó trả nó tính ra là trước sau 12,000. Là nó là được 8,000. Em mới nói thôi nghỉ đi, để sáng mai á em ra em chuyển tiền qua cho nó. Xong rồi cái nói hả? Cho nhiêu hả? Là sao? Chứ đâu phải mượn đâu. Là nó lấy cái trang đó nó chơi á. Hồi đó em làm mạnh lắm, hồi xưa em làm nhiều đúng không? Bây giờ thất nghiệp rồi, giờ hết làm rồi. Rồi nên bị cái vụ đó thôi, chứ đâu có nghĩ sao mượn tiền vậy trời. Thí dụ như anh em vô thân, đồ mẹ nó dụ vô mượn 3k đâu ra. Thôi tao quý mày lắm, tao tặng mày 5k, khi nào mày có thì trả lời tao, không mày thôi nét. Nghĩ sao vậy trời? Nghĩ sao mà cho mượn 3k để mất đi nè. Ủa nãy giờ nó mượn tiền sao ha? Hải Hoàng, anh nói là nó chơi quánh banh, ok? Em á thì ứng tiền ra trước cho nó chơi cũng là thua đó, ok? Thì em lấy tiền em ra em đưa cho nó trước, sai gì nó mượn em rồi, nó khác gì đâu, đúng không? Lúc mượn còn nó chơi, ví dụ như nó quánh banh, đúng không? Nó quánh banh phải không? Đó, nếu nó ăn á, nói chung là nó không bỏ một chút vốn luôn, mượn đồ heo nấu cháo, ok? Lấy tiền em quánh, ăn á thì nó lấy, thua thì nó xù, vậy khác vô mượn trời, hiểu chưa? Có là vậy. Còn nó là nó xù tiền thằng 101 cũng nghéo không 20,000 mà, đúng không? 20,000. Bởi vì thôi mà thôi, chuyện nó lâu quá rồi, ok? Làm anh lộ má tổn thương quá, anh em của anh chơi giết rồi lộ má thì mất nét quá. Cũng gì nó không gì đâu, má ngủ đệ của anh à, nó biết đại ca nó nói gì tiền là đại ca nó hay nói gì ứng lắm không, thì nó hiểu đại ca nó, ok? Thì nó không dám mở miệng với đại ca nó thôi, ok? Bây giờ thằng em út nó cũng biết điều, ok? À, cũng biết điều ở nhà nó vậy. Lúc đó nghĩ anh chị em ở vậy mới nói một câu nói đúng, chỉ có anh em thân mới giết được mình thôi, chứ đụ mẹ không thân dễ giết được. Bởi xác định câu luôn cho mày thấu, đéo thân với mặt lồn cho đẻ nào ở chân đó, đụ má thân có chết thôi, đéo thân. Gặp thằng lồn nó cũng chửi chết mẹ nó, chửi chết con đĩ mẹ nó luôn, sụt cặt thì chửi sụt cặt, đụ mẹ nó lừa đảo thì chửi lừa đảo, chửi hết khúc là xanh tư bất cười đi. Em đang xuông miệng đó anh, mà cái nhào đâu hoài, nhiều khi em nói em chửi anh nó kỳ lắm, hiểu không? mình đang chơi tương tác trong đồng bành, cứ cái cười cái đó hoài. Hồi đó thôi à, gì hoa hậu, hoa hậu của em thấy hoa hậu bận đó nên em đang hoạt động nè. Tính ra tình dục là hoa hậu kể ok nha, hoa hậu kể tình dục rất là phiêu nha. Ai giống như như bà gì, bà My em, trời ơi, bà kêu giáo sư tình dục mà bà lên kể ỉa lắm hoa hậu. Bà kể cái gì đâu á mà đang cao trào tự nhiên tụt cảm xúc luôn, đủ má muốn cắt cái lồn dục luôn đó. Khúc này hoa hậu lên kể được nè.